Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục chương 9 Module LED mặt trận hai màu của môn thực hành vi điều khiển bit. Tiếp tục nội dung thứ 3, hiển thị ký tự kiểu quét cột. Bài tập 906. Yêu cầu: điều khiển LED mặt trận hiển thị chuỗi ký tự nhiều màu dịch trái trên 3 LED mặt trận. LED mặt trận đang sử dụng có hai màu cơ bản là xanh đỏ. Khi chúng ta cho hiển thị màu xanh và màu đỏ, và nếu chúng ta mở cả hai màu xanh và màu đỏ thì khi đó nó sẽ tạo ra màu cam. Như vậy có tổng cộng là 3 màu. Mục đích của bài này, thứ nhất là biết điều khiển dịch trái chuỗi trên LED mặt trận với 3 màu xanh, đỏ, cam. Thứ hai là biết sử dụng các hàm của module LED mặt trận. Thứ ba là biết vẽ sơ đồ khối, vẽ lưu đồ. Thứ tư là biết viết chương trình và đánh giá kết quả trên kit vi điều khiển. Trình tự thực hiện gồm có 5 bước, và bây giờ chúng ta sẽ đi vào bước thứ nhất là vẽ sơ đồ khối. Cũng giống như các bài đã trình bày thì sơ đồ khối rất là đơn giản, chỉ có hai khối gồm có vi điều khiển bit và 3 LED mặt trận hai màu. Còn sơ đồ nguyên lý thì đã trình bày ở các video trước. Bây giờ chúng ta sang bước thứ hai, tiến hành vẽ lưu đồ. Ở bài mẫu 905, ta đã thực hiện việc dịch chuỗi từ phải sang trái một màu. Bài này dịch 3 màu cho nên có thể xem bài này là mở rộng của bài 905. Begin, tiến hành cấu hình cho vi điều khiển, khai báo thư viện, khai báo chuỗi hiển thị, khai báo biến. Gọi hàm khởi tạo các bọt vào ra, lấy số lượng ký tự của chuỗi, lấy mã ký tự dịch theo số lượng ký tự. Sau đó tính giới hạn K bằng số lượng ký tự nhân với 6 cộng với 24. Các thông số này đã giải thích ở bài mẫu 905. Tiếp theo là vòng lập, gọi hàm dịch chuỗi hiển thị màu xanh. Và sau khi màu xanh hiển thị xong rồi thì gọi hàm dịch chuỗi hiển thị màu đỏ. Và sau khi màu đỏ thực hiện xong rồi thì gọi hàm dịch chuỗi hiển thị màu cam, rồi quay trở lại lặp lại. Sang bước thứ 3, tiến hành viết chương trình. Hàng đầu tiên là khai báo thư viện kit vi điều khiển bit on.c. Hàng thứ hai là khai báo chuỗi hiển thị chữ I love you nằm giữa hai dấu sao. Hàng thứ ba là khai báo thư viện LED mặt trận quét cột. Hàng thứ tư là khai báo các biến VT và K. Chương trình chính, gọi hàm khởi tạo các bọt vào ra, lấy số lượng ký tự của chuỗi. Gọi hàm lấy mã ký tự dịch theo số lượng ký tự, rồi tính toán K bằng số lượng ký tự nhân 6 cộng với 24. Vòng lập quay true, bên trong có 3 vòng lập for với các tham số của các vòng lập giống nhau. Bắt đầu với VT bằng 0. Điều kiện để tiếp tục là VT nhỏ hơn K, và sau khi làm xong thì tăng VT lên 1. Vòng lập for đầu tiên thì gọi hàm quét 4 ký tự màu xanh với tham số đầu tiên là số chu kỳ lặp lại. Tham số thứ hai chính là VT, vị trí bắt đầu của chuỗi. Ban đầu thì VT bằng 0, nó sẽ lấy từ ô thứ 0 của dữ liệu hiển thị cho đến ô thứ 23. Sau đó VT tăng lên 1 thì nó sẽ lấy từ ô nhớ thứ 1 cho đến thứ 24, xem như là chuỗi đã dịch trái một cột, và cứ như thế cho đến khi vòng lập for này kết thúc thì toàn bộ chuỗi đã dịch từ phải sang trái màu xanh. Vòng lập for thứ hai sẽ thực hiện tiếp theo. Lần này nó sẽ quét 4 ký tự màu đỏ, cũng với chu kỳ là 20, bắt đầu với VT bằng 0. Sau khi thực hiện xong thì nó sẽ tăng VT lên 1. Và quá trình này thực hiện cho đến vòng lập for này kết thúc thì chuỗi màu đỏ đã dịch từ phải sang trái. Đến vòng lập for thứ 3 cũng thực hiện tương tự, nó sẽ tiến hành dịch chuỗi màu cam từ phải sang trái. Và sau khi dịch xong chuỗi màu cam thì nó sẽ quay lại dịch chuyển chuỗi màu xanh trở lại. Trong 3 hàm quét 4 ký tự màu xanh, màu đỏ, màu cam, số chu kỳ được lựa chọn là 20. Bạn có thể thay đổi số chu kỳ này. Nếu bạn tăng số chu kỳ này lớn lên thì quá trình dịch trái chuỗi sẽ chậm lại, và nếu bạn giảm thì quá trình dịch chuỗi sẽ nhanh lên. Như vậy bước thứ 3 đã thực hiện xong. Bây giờ ta sang bước thứ 4, tiến hành biên dịch chương trình và nạp code vào vi điều khiển, rồi chuyển sang bước thứ 5, quan sát kết quả trên kit vi điều khiển. Đây là 3 LED mặt trận của kit vi điều khiển. Chúng ta sẽ quan sát thấy chuỗi dịch từ phải sang trái bắt đầu với màu xanh, sau đó đến màu đỏ, rồi màu cam và lặp lại. Có một chút thay đổi. Từ bắt đầu chương trình, ta viết là hiển thị chuỗi I love you nằm giữa cặp dấu sao dịch từ phải sang trái với 3 màu.
Và khi thực hiện quay video thì dung lượng của nó rất là lớn vì thời gian nó khá dài, cho nên tôi đã rút gọn lại bằng cách là hiển thị chuỗi Hello cho nó nhanh. Và bây giờ mời các bạn quan sát. Và như vậy chúng ta đã nhìn thấy chuỗi Hello dịch chuyển màu xanh, màu đỏ rồi đến màu cam và lặp lại đúng như những gì chúng ta đã lập trình. Yêu cầu của bài tập 906 này đã thực hiện xong. Các bạn xem phần trình bày, có vấn đề nào chưa rõ thì chúng ta trao đổi thêm. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và mời các bạn tiến hành thực hành bài tập 906 này.